Management và anh Dương Ngọc Minh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hùng Vương. Câu hỏi của tôi là, thưa anh Minh, anh là một nhà đầu tư tài chính. Vậy anh quan tâm đến khía cạnh tài chính của Công ty Cổ phần Hùng Vương, nơi anh đầu tư vào như thế nào? Thường thì ngoài cái vấn đề là về chất lượng công ty hay là về ban lãnh đạo, thì chúng tôi cũng xem nhiều về vấn đề là tăng trưởng và tài chính của công ty. Thường thì khi mà nghiên cứu một công ty thì chúng tôi xem là cái sự tăng trưởng công ty cũng như là lợi nhuận hay doanh thu đầu tư nó sẽ như thế nào trong 5 năm tới. Thì một câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh Minh, tức là trong một vài năm tới thì anh sẽ tập trung vào đầu tư vào cái mảng nào nhiều hơn, và mảng nào mà anh nghĩ là sẽ mang lại hiệu quả nhiều? Hiện nay cái lợi thế của Hùng Vương là về khai thác kho lạnh, và chúng tôi tiếp tục là coi như khai thác cái mảng dịch vụ này, nó mang cái tính chất là ổn định cho cái nguồn thu lợi nhuận cho các cổ đông. Cái mảng thứ hai là để nó hỗ trợ cho vấn đề xuất khẩu, tức là chúng tôi sẽ phát triển mạnh cho cái mảng mà coi như chế biến thức ăn. Tại hiện nay là nói là chế biến thức ăn thì tôi cũng có thể nói là không có, hiện tại chưa có ai có lợi thế như là các nhà máy chế biến thức ăn mà trực thuộc Hùng Vương. Coi như anh chưa có đối thủ. Nói đối thủ thì coi như nó quá đáng, nhưng mà cái lợi thế. Tôi nói lợi thế ở đây với cái thị phần chúng tôi chiếm trên 25%. Thì cái lợi thế về hiện nay nhập khẩu nguyên liệu chúng tôi đầu vào rẻ hơn. Cái lợi thế thứ hai là coi như vậy là các nhà máy chế biến thức ăn được cái sự hỗ trợ của Hùng Vương trong cái vấn đề ngoại tệ đây, vấn đề nhập khẩu. Mà hiện nay các anh biết là coi như ngoại tệ thì coi như các nhà nhập khẩu cũng đang gặp khó khăn. Thì tôi cho cái phát triển về vấn đề thức ăn, phát triển về vấn đề kho lạnh, nó cũng là một cái nhóm, tôi cho cái nhóm một để mà chúng tôi phát triển. Cái nhóm thứ hai mà coi như chúng tôi phát triển là coi như với cái ưu thế hiện Hùng Vương đã có, tức là con người, nhà máy, rồi coi như vậy là cái thiết bị, rồi cái thị trường, coi như vậy là chúng tôi tiếp tục phát triển để mà coi như nó hỗ trợ cho cái lĩnh vực thứ nhất. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Minh cũng quan tâm đến những khoản đầu tư nào có thể mang lại lợi nhuận rất nhanh trong ngắn hạn, và những khoản đầu tư nào mang lại lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh trong dài hạn. Thí dụ như nói về kho lạnh, hiện nay Hùng Vương đang rất mạnh về kho lạnh. Giả sử đến ngày mai có những tập đoàn nước ngoài, những đại tập đoàn rất lớn, họ vào họ đầu tư ra ồ ạt ra hệ thống kho lạnh mạnh hơn ảnh Hùng Vương, thì anh có nghĩ đến có một lúc nào đó anh có thể bị mất lợi thế cạnh tranh không? Chúng tôi có cái lợi thế là gì? Cái vị trí. Đầu tiên tôi nói là cái vị trí kho lạnh của Hùng Vương là những cái vị trí trung tâm để trung chuyển. Và tới đây chúng tôi phát triển kho lạnh ngay tại cảng Hiệp Phước. Cái lợi thế thứ hai là cái bộ phận chuyên môn hóa trong cái ngành nghề. Cái vấn đề thứ ba là chúng tôi đã đi trước một bước, do đó cái giá thành chúng tôi lúc nào cũng rẻ hơn cái nhà đầu tư mới. Do đó cái vấn đề kho lạnh thì chắc có lẽ là chúng tôi cho là miễn bàn. Miễn bàn kho lạnh. Tại vì coi như khi mà anh đầu tư vô, riêng cái vấn đề mà coi như vậy là cái khấu hao anh cũng đã thua tôi rồi. Chưa tính là coi như anh đầu tư sau thì cái chi phí về vấn đề đất đai, chi phí về vấn đề mà coi như tiếp thị, là coi như hai cái này anh sao cạnh tranh được với tôi. Mà hiện tại anh đầu tư như thế có nhanh quá không? Và anh có khó khăn gì trong cái vấn đề là huy động vốn, ví dụ như là vốn từ ngân hàng? Từ trước tới nay thì coi như là các anh cũng biết là Hùng Vương, khi chúng tôi mà coi như nói là làm và phát triển, khi làm một cái công trình không quá 9 tháng. Đó là những công trình lớn, những cái công trình nhỏ không quá 6 tháng. Tức là trước khi chúng tôi quyết định một cái vấn đề gì thì tài chính chúng tôi đã có, chúng tôi mới quyết định. Chứ không phải là chúng tôi quyết định để mà xây dựng một cái dự án rồi coi như cầm cái dự án đó đến ngân hàng để đi vay. Đầu tư cho một cái công việc thì chúng tôi tính tới vấn đề cái thời điểm và coi như là cái mốc mà coi như là cái xuất phát và cái điểm đến là cái khúc nào, để coi như vậy là khi đi vào hoạt động nó mới có cái lợi thế. Nhưng mà thưa anh Minh, anh là một nhà đầu tư tài chính, thì khi anh nhìn thấy Hùng Vương, điểm gì là anh quan tâm,
thí dụ như công ty đang có tốc độ đầu tư phát triển nhanh, hoặc là công ty có tỷ lệ sử dụng đòn bẩy cao, hoặc là công ty rất chủ động về vốn, không lệ thuộc vào vốn ngân hàng, hay là những khoản đầu tư của công ty hiện nay đang mang lại lợi nhuận cao. Chúng tôi quan tâm rất nhiều cái khía cạnh trong vấn đề tài chính, và chúng tôi mổ xẻ xem xét rất nhiều cái mặt của tài chính của một doanh nghiệp. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất tôi nghĩ có lẽ là cái dòng tiền. Cái dòng tiền anh có được chủ động hay không? Cái dòng tiền anh có thu được ngoại tệ mạnh hay không? Cái dòng tiền của anh nó có được dồi dào và nó thực chất là từ cái doanh nghiệp của anh nó ra, hay là từ những việc đầu tư ngoài doanh nghiệp? Thì đấy là những cái mà chúng tôi quan tâm nhất. Tuy nhiên là nợ, tỷ lệ nợ cũng làm cái chúng tôi rất là quan tâm, vì cái đấy là nó thuộc về rủi ro của một doanh nghiệp. Thì thường là chúng tôi thích những cái công ty mà nó có cái tỷ lệ nợ thấp hơn. Nhưng những công ty mà có tỷ lệ sử dụng đòn bẩy cao thì lại tăng được cái lợi suất trên vốn đầu tư cho chủ sở hữu. Nếu đầu tư hiệu quả, bao giờ anh cũng phải hài hòa giữa vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nợ. Nhưng mà nợ càng cao thì nhiều khi trong những cái môi trường mà hiện tại cái lãi suất ngân hàng thấp á, thì anh làm rất là tốt. Nhưng mà nếu mà anh quay lại những cái năm như năm ngoái, khi mà nhiều khi chúng ta những cái doanh nghiệp mà phải 18-20% trả tiền lãi, thì những doanh nghiệp mà ít nợ lại lúc đấy lại có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Xin hỏi anh trong quá trình làm việc với nhau, có bao giờ hai anh cảm thấy là không đồng ý với nhau? Thí dụ như anh muốn tăng đầu tư vào kho lạnh, còn anh Minh lại đang muốn tăng đầu tư vào mảng chế biến xuất khẩu. Có bao giờ hai anh có điều gì không đồng ý với nhau không? Trên cái mặt quan điểm là về cái phát triển Hùng Dương cũng như là cái nghị quyết của hội đồng quản trị, chúng tôi khi mà trình bày với các nhà đầu tư, chúng tôi phải nói hết được khi chúng tôi đầu tư cái này nó sẽ được mang lợi về cái gì cho cái sự phát triển Hùng Dương, mang lợi cái gì cho nhà đầu tư. Thì tôi nghĩ rằng coi như trong cái quá trình mà 3 năm nay chúng tôi chưa gặp một cái sự trở ngại nào từ phía nhà đầu tư. Một cái điều quan trọng là chúng tôi thực hiện được cái việc chia lãi cho các cổ đông trong những cái giai đoạn mà coi như hầu như ở thị trường Việt Nam một số ít công ty thực hiện. Thì Hùng Dương chúng tôi đã thực hiện được 20% cái chi bằng tiền mặt, và coi như vậy là 20% coi như chi cho cái vấn đề cổ phiếu thưởng. Thì ở đây nói lên trong những cái giai đoạn khó khăn nhất là những cái sự chứng minh cái bản lĩnh và cái tồn tại của một công ty trong vấn đề phát triển. Vâng, thưa quý vị, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng trở lại với hai anh Dương Ngọc Minh và anh Nguyễn Xuân Minh, và chúng ta sẽ hỏi đến một câu chuyện có lẽ cũng ít khi được công bố, đó là mối quan hệ giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp có lúc nào trắc trở. Thưa quý vị, chúng ta cùng trở lại với phần trao đổi giữa anh Dương Ngọc Minh từ công ty Hùng Vương và anh Nguyễn Xuân Minh là nhà đầu tư từ công ty quản lý quỹ Việt Nam Asset Management. Thưa anh Minh, anh có gặp